Hello, xin chào cả nhà. Vô chưa ta? Chưa thấy. Xem lên Facebook. Có một cái comment. Hello em, Việt Quế. Ồ, thấy một đống tim rồi nè. Yeah. Chào Lai. Chào anh Cường. Chào Ngân. Chào bạn Trần Lệ Quỳnh. Quang Tim. Hello Phương. Hay Ngọc Huyền. Thảo Ngọc. Trần Thùy. À, chào chú Nhã. Con chú chào con. À, chào em Kelly, Huy Hoàng, chào bạn, chào Hải Anh, à, Tường Vi, à bạn Cường hay quá, Happy Pha ở đây. Chúng sẽ có một cái chút xíu về cái này này. Hồi nãy em cũng bất chợt mới mới nhớ ra. Chào chào chị Khánh, à chào chào Ngọc, Dung Phương. Oh, hello em yêu Tuấn Anh Bùi. Hello Diệu My. Lợi Bơm, xin chào. Oh, chưa kịp chào mà trái tim mới lệ luôn rồi. Chào Kha Cà Son. Lại chào Kha Cà. Hello em. Nhật Thùy. Ác một giấc mơ. Sao quá không thấy gì hết. Chào Cáo. Bắt bôi lên Kha Cà. Ai vậy? Cáo, Cáo. Cần bạn trên đi. Kêu tên nghe như bị kêu lên trả bài. Chú ơi cháu thích chú hát bài Chỉ Còn Mình Anh. Ok chú hát cho con nghe. À cháu nghe. Chào Hương Ngô hay là Hương Ngô, bạn ở Phần Lan. Ok chào bạn. Chào Dũng. Hoa nào hoa trắng. Chào em dâu Tây. Happy check, happy. Bây giờ thì Nhã có Nhã tính là mình sẽ ngồi mình nói chuyện giao lưu chút xíu xong rồi mình mới hát. Thì hồi trước giờ thì thực sự là cả nhà ủng hộ cho Nhã rất là nhiều mà mình chưa có làm một cái đêm nhạc nào riêng hết. Chỉ có một cái đêm nhạc đầu tiên là đêm nhạc chung với lại Mai Quốc Việt á, thì cũng có khá khá khán giả đến đến ủng hộ, thì sau đó là một vài đêm nữa ở Đồng Dao, và mới hôm qua là một đêm ở phòng trà Quy. Thì thật sự là Nhã biết là chưa có thể nào mà gặp hết được tất cả mọi người, tất cả các bạn, cho nên là hôm nay thì Nhã làm cái livestream này, hy vọng là sẽ được tương tác với lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người vì trong cái thời gian vừa qua đã ủng hộ cho Nhã rất là nhiều. Sau đó thêm nữa là cũng ủng hộ cho Kha em của Nhã nữa. Gọi tên em đi anh. Ồ em Ngọc Tuyên. Bà bầu quyền lực. Phương anh có hát nhạc trẻ không? Khi nào anh qua Mỹ lưu diễn em sẽ ghé coi. Bây giờ em coi đỡ cho anh đây trước nha. Chứ còn lên đi Mỹ thì anh chưa có đâu. Anh nghĩ chắc phải năm sau. Mình livestream cái giờ này cả nhà thấy nó có hợp lý không? Tại vì Nhã sẽ thử cái lần này trước. Xong rồi có thể là những cái tuần sau thì Nhã sẽ làm tiếp. Mà nếu như cả nhà chịu khó share cái này nhiều, chịu khó like nhiều, like cái trang fanpage Lân Nhã này của Nhã nhiều thì mình mới có khả năng mình làm tiếp được. Quý chịu không ta?
Anh biết bài yêu là tha thứ không? Yêu là tha thứ gì ta? Chắc chút anh phải tìm quá. Anh ơi, ly ly bụi ấy ấy. Ly bụi ấy ấy là ly bụi gì em? Giờ này ngủ chưa anh ơi? À chết rồi, bà bầu giờ này đi ngủ chưa? Hello em. Hello Chu Mạnh Toàn kìa sao? Chu Mạnh Toàn đúng không? À. Chào anh Câu Lai trắng trợn. Quyền lực. Ngân Nguyễn, Câu Lai trắng trợn. Đâu anh Câu Lai rất là thật thà chứ trắng trợn rồi. Anh Nhã cho em hỏi là anh có kỷ niệm gì đáng nhớ khi chụp hình cùng Epson không? À, về cái vụ Epson thì anh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mà đơn cử là cái hôm đầu tiên anh làm ở Sài Gòn Trade Center. Thì hôm đó vô xong rồi thấy vắng que, không có ai hết. Xong rồi bắt đầu từ từ thì mọi người mới dồn đến, rồi đứng chụp hình. Rồi hôm sau là có một cái hôm anh làm ở Nguyễn Kim á. Hôm đầu thì có một cậu bé nhỏ xíu à, không biết hôm nay có coi livestream của chú không. À, như bé tên là chú Kim gì ha, 5 tuổi. Thì bé có yêu cầu anh hát bài Nỗi Đau Ngọt Ngào, mà còn nói rõ là bài này chú hát trong tập 13 của chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao. Mà sao lúc đó mình không có nghe rõ, chỉ nhớ nói Nỗi Đau Ngọt Ngào thôi, thì không có hát. Xong rồi hôm sau quay trở lại Nguyễn Kim làm tiếp một cái một hôm nữa, thì vẫn bé đó đứng và bé đợi hát hết xong hết rồi không thấy bài Nỗi Đau Ngọt Ngào. Thế là tại bé mới nói là ủa chú ơi, sao chú hứa với con hôm trước hát cho con nghe bài Nỗi Đau Ngọt Ngào mà sao chú không có hát. Thế là Nhã mới chưng hửng, Nhã mới nói à thì ra là hôm trước bé nói là yêu cầu chú hát cho con nghe bài Nỗi Đau Ngọt Ngào mà hôm trước chú không hát, mà hôm nay chú cũng không biết để hát luôn. Đó là Nhã ngồi mấy bé và hát cho bé nghe bài Nỗi Đau Ngọt Ngào hát chàng. Đó là một cái kỷ niệm. À đây nè, bé đây nè, Louis Nguyễn Gia Kim, chào con. Đó là một cái kỷ niệm mà Nhã nghĩ là chắc là sẽ rất là khó quên. À, khi mà có một cái fan nhí rất là nhiệt tình và dễ thương như bé Gia Kim. Rồi còn một hôm ở Etown 2 thì có bạn lại chạy từ dưới Bến Tre lên thành phố để gặp anh và tặng cho anh một bó hoa. Rồi hôm đầu tiên thì bạn Ngọc Dung Phương đi từ Biên Hòa bắt mấy chuyến xe buýt lên đây cũng chỉ để gặp anh và tặng cho anh một cái mô hình rất là dễ thương và rất là nhìn rất là ngọt ngào. Nói chung là trải qua những cái lúc đó thì mình mới cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình rất là lớn. Với tên em đi anh Nhã ơi, anh Ca ơi, Nguyễn Giang, Nguyễn Hoài kìa. Sau Mặt Nạ Ngôi Sao anh Nhã có tham gia game show gì nữa không để em đóng xem. Sắp tới thì hình như anh nhớ không lầm là 2 tháng 7 sẽ có một cái chương trình mà anh đã ghi hình rồi, đó là chương trình Gia Đình Sau Ca thì sẽ lên sóng trong thời gian tới trong khoảng tháng 7. Thì đó là cái chương trình gần nhất mà anh tham gia. Và hôm bữa thì cũng có vừa tham gia một cái chương trình nho nhỏ, đó là chương trình chung với anh Trường Giang. Thiên Đường Ẩm Thực. Thì nó là một cái game show rất là vui, mà chủ yếu là vô chỉ có chơi với ăn thôi. Thì Nhã thì được cái ăn cũng được, mà chơi cũng được luôn. Cho nên là vui lắm. Hát đi Nhã ơi.
Dạ chị Quyên. Em thử gì vô chị kêu em lồng tiếng đi chứ. À em chào anh Văn Anh. À, hello các bạn. Bây giờ mình bây giờ chắc mình hát đi ha. Bài nãy giờ mình thấy yêu cầu bài tình đồng nhiều nè. Mình hát tình đồng trước đi. Tình đồng mà đúng rồi đang hứng. Mà trước khi hát thì Nhã có nói Nhã muốn nhắc các bạn mà một thông tin nho nhỏ. Hello Tính, hello anh Nhã, chào em Tiến. Là sắp tới thì trong tháng 7 thì Nhã sẽ làm một cái hai cái đêm là mini show đầu tiên của mình trong cái sự nghiệp ca hát của mình. Thì một đêm Nhã sẽ làm ở Sài Gòn và một đêm Nhã sẽ làm ở Hà Nội. Và xin lỗi các bạn ở những cái tỉnh khác trước, là tại vì Nhã chưa có điều kiện, chưa có khả năng để đến với lại các bạn ở những cái tỉnh xa. Thì Nhã sẽ làm ở Sài Gòn và Hà Nội trước. Thì trong thời gian sau nữa thì nếu mà có khả năng và điều kiện hơn thì Nhã sẽ tổ chức nhiều hơn. Trước mắt là ở Sài Gòn thì Nhã sẽ làm vào ngày 7 tháng 7. Và cái địa điểm thì Nhã đang tính là làm ở Đồng Giao. Còn ngày 14 tháng 7 thì Nhã sẽ làm ở Hà Nội và chắc là sẽ làm ở phòng trà Swing. Nếu cả nhà có thời gian, khỏi nói có thời gian đi, cả nhà book trước luôn đi. Đến chơi với Nhã nha. Rồi bây giờ Nhã sẽ hát bài tình đồng trước. Đừng buồn nhé em ơi, cuộc tình nào không nuối, xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương môi. Sao thế ta, từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã. Kỷ niệm là cơn mơ hút đau, từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao. Anh luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối xưa. Nhớ nhé em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tựa bao tố dù có tan lúa, mộng đẹp xin giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Về đâu em hỡi khi gối trắng còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bằng đầu. Cảm ơn các bạn. Thông cảm cho em trai vậy nha. Tại vì Kha nó không phải là nhạc công. Nó chỉ mê đàn, biết lại mê hát thôi. Thì hôm nay thì chưa có thời gian cũng như chưa có tập nhiều, cũng gọi không nhờ ai được, cho nên là nhờ Kha đánh luôn. Mà chắc sắp tới nhờ nó đánh luôn. Giờ cái bài gì ta? Trái tim anh lệ. Chỉ còn mình anh. Thấy là một kỷ niệm là bài gì đó. Anh không biết bài này, anh xin lỗi. Chỉ còn mình anh nhiều quá. Bây giờ anh hát bài
bài Chỉ Còn Mình Anh trước nha. Rồi bây chỉ giờ mời còn cả mình nhà cùng nghe bài Chỉ Còn Mình Anh. Mà thú thật với lại các bạn là lúc mà Nhã đã làm mấy cái bài này, giống như bài Tình Nồng hay là bài Chỉ Còn Mình Anh, rồi bài Hoa Nào Anh Quên á, thì không Nhã không có nghĩ được là các bạn lại là yêu thích nhiều như vậy. Đúng là công nhận mình số mình may mắn, cho nên là làm đại mà ăn ăn luôn ăn thiệt. Cho nên cả nhà ráng ủng hộ Nhã tiếp nha. Và thật. Người ra đi để sầu lên trăng vàng đêm xuân chết trên đồi vắng, lệ chia ly đàn còn thắm đôi vai này tạ từ mà đủ đông đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em hỡi, mình đã không chung tình duyên xa rồi, ta hơn trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chưa xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền lòng nhẹ san ngang. Mối tình đầu lớp chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Tạm ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng. Sâu đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn, trọn đời chẳng hề vui, niềm chẳng cố lần đồng chưa dứt. Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền đêm nhẹ bước sang ngàn xuôi chiều tìm vui duyên mới. Đường muôn lối hình bóng đôi ta ngày đêm không rời, đời còn lại mình anh thôi. Mối tình đầu lớp chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên bao hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Mối tình đầu lớp chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên bao hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Được không, được không các bạn? Son sau này đen quá vậy. Ôi, nghe mình hát xong xuôi son sau này đen quá vậy. Ngoài. Cảm ơn các bạn, và lần nào cũng nghe thành đấy. Xin lòng ta sư đá đi, đá tươi. Mình đổi bài chút xíu nha. À, hello em. Simi Sai Nguyễn. Rồi. Hát Tình Nồng đi anh. Ý em ơi, anh mới vừa hát Tình Nồng là rồi anh hát bài đó đầu tiên luôn á. Anh nhớ rồi Nguyệt Quế, bài Đừng Xưa của em anh nhớ mà. Anh Kha hát được không kìa? Chút xíu thì anh giả hát trước. Thôi xong ca không đi. Vậy bài Tình Yêu Xuất Xa đi. Hay là bài bài Tình Yêu Bầu Trời. Tình Yêu Bầu Trời đi. Sẽ ra.
Hai anh em nhạc song ca lắm. Đó, đây là bài ruột của Tuấn Kha. Bài này là bài Tìm Lại Bầu Trời của Khắc Việt, của bạn Khắc Việt. Bài này thì được là bài hit của đại ca Tuấn Hưng. Yo. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa vời, mà giờ đây sao chỉ anh nghe nói. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Chúng ta nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi. Tại sao giờ chúng ta lìa đôi Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết. Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho quay về nơi em chưa bắt đầu. Nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu. Đừng mà khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Cảm ơn các bạn. Hey, hát bài Papa hay gì về cha đi anh. Đúng rồi. Hồi nãy thật tình là hôm nay anh hơi quên cái vụ đó. Cho nên là lúc nãy có cái bạn anh mới nhớ. Hôm nay là ngày của cha. Thì anh cũng là một người cha và Kha cũng là một người cha. Quên rồi. Ba kể con nghe. Cho nên là anh sẽ hôm nay anh với Ca anh sẽ hát bài Ba Kể Con Nghe, một cái bài rất là dễ thương của anh Nguyễn Hải Phong. Riêng một góc trời và trái tim bên lề. Ok chị Thu. Chút nữa. Với chị Huyền có coi nhưng em sẽ em còn một cái với chị Huyền đó. Không nhắc cái kiểu này nãy cũng vậy. Không được. Khi xưa và bé hơn là nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bắn ngân vang. Âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều. Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn nước trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn. Yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười. Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run. Đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi. Bao nhiêu năm trường chơi ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều. Ba khát khao thật nhiều.
ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba nỗi buồn là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như chưa có chia bao giờ ba chán, cho con từng nốt nhẹ nhàng. Con đem câu hát ca vang, mai đi con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đi con chở che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba chăm sóc con nghe. Sắp có con mấy bài này, đúng rồi, đã làm cha, sắp làm cha, chuẩn bị làm cha, đang rình rập để làm được làm cha. Có ai đang rình rập để được làm cha? À, như một giấc mơ. Một giấc mơ thì mình để chút xíu đi. Để con đổi một ký hát một bài à. Tiếng Anh đấy. Tiếng Anh nha. Nhã thì à, hát tiếng Anh phát âm không được chuẩn. Nhưng mà cũng đáng hát. Ok. Đây là ca khúc Hero của Enrique Iglesias. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me cry? And would you save my soul? Would you tremble if I touch your lips? Or would you laugh or be telling this? Or would you die for the one you love? Who means your eyes? I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you always be mine? Or would you lie
Would you hurt them high? I'm in too deep, haven't lost my mind. I don't care if you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. Now I stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. Các bạn ơi, cuộc chơi đâu hết rồi ta? Các bạn ơi, các bạn, nãy giờ các bạn có đang xem không? Sao nhà thấy các bạn im ru vậy? Alo, Siro, anh ơi hát tình đồng đi anh. Em ơi, bài này em anh hát đầu tiên luôn rồi. Chút nữa em xem lại nha. Trái tim bên lề, ok, chút xíu thì anh sẽ hát trái tim bên lề. Live show, Hoàng Hưng hỏi live show có thông tin gì? À, hồi nãy anh có nói rồi đó Hưng, là live show thì anh sẽ làm ngày 7 tháng 7 với lại ngày 14 tháng 7. 7 tháng 7 thì anh sẽ làm ở Sài Gòn, 14 tháng 7 thì anh sẽ làm ở Hà Nội. Các bạn ơi, các bạn có nãy giờ các bạn có share cái livestream của Nhã không? Sao thấy coi nhiều quá mà sao không thấy ai share hết ta? Các bạn share nhiều nhiều đi. Share nhiều nhiều vô Nhã mới hát tiếp được. Chấm lên 3 đi anh Nhã. Em phá quá à Thanh Thanh à. Mai Khanh, Trúc Trần, anh làm ngày 8 tháng 7 đi. Em ơi, anh sorry là tại vì anh đã lên cái plan hết rồi, lên kế hoạch hết là làm ngày 7 tháng 7 rồi. Anh không có dời được em ơi. Mấy bạn thông cảm nha, tại vì Nhã mới Tuấn Kha thì Kha Nhã nói này, Nhã nói rồi thì Kha không có quen chơi, Kha không phải là nhạc công cho nên là không phải bài nào cũng đánh được. Xe đi các bạn ơi, sao coi quá trời mà không ai xe hết ta. Xe đi để nhà thấy nó lên 100 thì hát tiếp nha. Mới thấy có 40 mấy 50 à. Tiana Bùi, chỉ còn mình anh. Em ơi, nãy anh có hát bài chỉ còn mình anh rồi đó. Chút nữa em xem lại thì em sẽ thấy bài đó. Yeah, xe đi tiếp tục. Sao chưa thấy lên gì hết ta? Anh đâu có câu like đâu. Anh kêu các bạn share thôi mà. Sao chơi bài à? Gì bữa này? Đi một con trời. Không. Thôi để coi nữa. R
Ok nha. Gì đi một học trò ba Sao nó nhảy ra gì kỳ vậy? tiếng một khóc trời mà. Nó tự xin lỗi á. Nè, không gốc chúng ta phải pha thứ mình đã re thôi. Người ta coi video để nghe anh nhã hát của mình, tôi ngồi chủ yếu để ngắm anh Kha. Hay à, hay ngon vậy. Tên Lê Uy Anh Thương Nguyễn, À, chà 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 à, chà fan chà chà của anh chà Kha. Cảm ơn em. Xong thứ chứ thử có giờ có nói chuyện gì chút xíu thử nói chuyện chút xíu để thử bản chứ À, nhây nhây xíu tới đi. thì trong cái mini show á, thì Nhã sẽ có Nhã sẽ hát một chút xíu Nhã sẽ hát một chút xíu mấy cái bài mới, mấy cái ca khúc mới. Thì biết là chút nữa Nhã sẽ demo chút xíu cho các bạn nghe thử. Các bạn có đồng ý không? Như một giấc mơ, đợi chút xíu sẽ có như một giấc mơ. Beauty and the Beast, bài Beauty and the Beast này anh phải hát chung với Hoàng Yến mới được em ơi. Anh chuẩn bị ra anh album gì không? Đúng là anh sẽ trong thời gian sắp tới anh sẽ có ra album. Thì trước mắt là cái album mini. Thì sau khi mà anh ra mắt cái album mini rồi thì anh sẽ làm hai cái đêm nhạc, thì sau đó sẽ làm một vài cái dự án nhỏ nhỏ, một vài cái single, thì sẽ tới một cái album mà anh đang chuẩn bị rồi. Rê nha, rê với mì vậy. Không, đây đâu có Đây cam. là xong thứ. Hay là xong Mệt quá, bạn kiểu hát pha, mày thấy cái chữ tông gốc là pha không? rồi đúng không? Ừ. Khó dữ vậy. Mày không đánh thì khó Không phải. gì. Sau tất cả. Ở trong khi Kha đang 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 tính bài đang tính bài Riêng Một Góc Trời thì là sẽ chút xíu qua này đi. Cả Sau tất cả nói luôn vậy thôi, mình lo tập cái này cho xong đi. rồi Sau tất cả mình là trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay gì nữa ta. Đã tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa. Đã có những lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Các hạ hát tông cao thế, lỡ bắt rồi thì phải hát luôn.
các hạ tại hạ hay hay bị bắt tôn cao lắm, nhưng mà tại hạ được cái là tại hạ đeo cũng tốt cho nên tại hạ ráng. À, các bạn biết sao trong cái thời gian vừa qua, thật sự là sau cái chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao, Nhã được rất là nhiều cái nó đến với Nhã mà rất là bất ngờ. À, mà cái mà Nhã cái mà Nhã cảm động nhất đó là tình cảm của tất cả mọi người. À, những cái đơn cử là những cái tin nhắn gửi cho Nhã. À, Nhã xin lỗi là sẽ có nhiều tin nhắn Nhã không trả lời được, tại vì nó nằm ở trong cái tin nhắn chờ, lâu lâu nó lên một lúc quá trời không 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 trả lời được, mà mọi người thông cảm là tại vì dạo này có được mới có thêm voi voi con á, cho nên là công việc với lại nhà cửa nó lu bu lắm, có những cái việc nó gọi là việc không tên á, nên là nó không có thể nào mà suốt ngày ở trên trên mạng mà mình trả lời được, cho nên là sẽ có một số tin nhắn hoặc là các bạn mà mình trả lời không có hết, các bạn cũng đừng có buồn nhã nha. Xong chưa? À, các bạn share tiếp nha, được bao nhiêu share rồi ta? Bây giờ em hát cho chị Thu nghe một bài Riêng Một Góc Trời, à Riêng Một Góc Giường. Tình yêu như nắng nắng đưa em về bên dòng suối mai, nhẹ vương theo gió gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát yêu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình gian nay, vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi, em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này. Mình nhớ thương nhau. Cả nhà nói gì đi cả nhà ơi. Xe tiếp đi. Không gọi tên Lâm đi, Võ Minh Lâm. Vợ, vợ Võ Minh Lâm. Họ hàng gì với bác Tuấn Ngọc rồi? Gọi tên em mãi trong cơn mê này. Ở Tuấn Ngọc,
Gọi tên em mãi trong cơn mơ này. Mình nhớ thương nhau. Ngồi 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 ngọc chứ. Gọi tên em đi em. Da 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 da. Tặng khúc bài nắng hôm nãy giờ nãy giờ mấy bạn yêu cầu bài Như Một Giấc Mơ nhiều lắm, hát Như Một Giấc Mơ đi. À, em chào chị Bình, chào bé Vi. Chị ơi, hồi nãy em có hát bài Tình Nồng đầu tiên rồi, chắc chút nữa chị xem lại nha chị. Bạn biết sao mà thường thường thì cái dạng của nhà thì phải hát mấy cái bài mà nó căng thì căng á, nó mới đã. Mà cái khung giờ mình hát căng mình cũng mới đã. Chỉ một mình qua phố. Thôi bây giờ mình hát bài Như Một Giấc Mơ trước nha. Tại vì nãy giờ nhà thấy có nhiều bạn yêu cầu bài Như Một Giấc Mơ lắm. Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa. Còn tim anh đau vì không ngăn nỗi nhớ em. Yêu người anh yêu hơn chính anh. Chẳng người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao em ra đi để lại anh trong cơn mơ. Giật mình anh bao hoang mang rồi anh khóc. Mong người sẽ quay về. Cho đêm nay anh ôm được bờ vai em. Thét lên đền nhẹ nỗi lòng. Suốt tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Anh không tin anh vẫn chờ đợi người quay về. Với những sóng gió trong cuộc tình đôi ta. Anh không tin anh vẫn cứ nhớ em hoài. Dù rằng lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Trong cơn mơ giật mình anh bao hoang mang rồi anh khóc. Mong người sẽ quay về. Cho đêm nay anh ôm được bờ vai em. Thét lên đền nhẹ nỗi lòng. Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Anh không tin anh vẫn chờ đợi người quay về. Với những sóng gió trong cuộc tình đôi ta. Anh không tin anh vẫn cứ nhớ em hoài. Dù rằng lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Anh đàn hay quá kìa. Ồ được khen luôn, ngon ngon. Sao nói tiếng bài đi sao? Tôi nghĩ với Lao chứ. Còn con Hiếu á.
Làm cái sử đá hết chung. Mà nói gì thì nói chứ các bạn ơi, các bạn nhớ xe các bạn quý Nhã thì các bạn nhớ like fanpage của Nhã nghe. Nhã nhấn mạnh vô rằng các bạn nhớ like fanpage của Nhã nghe. Rồi các bạn nhớ share nữa nghe. Anh Son hát đi, anh Son. Ngừng. Các bạn biết sao không? Các bạn biết sao không? Là thật ra thì có nên nói thật tình là nghệ sĩ thì buổi bây giờ ngoài cái chuyện mà đi hát á, thì những cái chuyện mà phát hành nhạc ở trên mạng á, nó sẽ chưa có thu lại được lợi nhiều cho ca sĩ. Cái này là Nhã tâm sự thật lòng với tất cả mọi người. Thì cái chuyện mà live fanpage hay là cái chuyện mà các bạn share một cái livestream hay là một cái post, thí dụ như có quảng cáo nhãn hàng hay gì đó, các bạn like nhiều hay là các bạn share nhiều thì đó sẽ là góp phần giúp cho người nghệ sĩ có thêm thu nhập. Tại vì các bạn biết sao không? Là ở mình chưa có cái chuyện mà bản quyền hay là tiền nhạc của những người ca sĩ khi đăng lên trên trang á, thì họ sẽ không thu lợi gì được hết. Cho nên là họ chỉ có một cái thu nhập chính là từ cái chuyện đi hát thôi. Mà khi mà đi hát không thì mình phải có nhiều sản phẩm, mình phải có nhiều thứ trên mạng thì mình mới có show, tức là người ta biết tới mình thì mình mới đi nhiều, rồi người ta mới biết nhiều, rồi mình mới có thu nhập hơn. Và bây giờ thì cái sự ủng hộ của mọi người, Nhã nghĩ là cái trước mắt và cái thực tế nhất chính là nếu như là các mọi người ủng hộ cho người nghệ sĩ nào thì mọi người like fanpage và mọi người ủng hộ nhiệt tình cho những cái comment hay là những cái post status hay là những cái livestream của người nghệ sĩ đó thì họ sẽ kiếm được tiền từ những cái khoản đó. Đó là một cái hình thức mà các bạn giúp cho những người nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn. Anh mới hát như một giấc mơ xong đó, Huyền Hoàng ơi. Son hát đi Son. Anh Hồ Anh Hiếu. Nhã nghỉ giải lao chút xíu nha, cho Kha hát một bài cho các bạn nghe. Hát bài gì? Nhỏ đi. Nhỏ ơi gì đó. Đây, quen mà. Sắp tới thì trong những cái ca khúc mà Nhã ra mắt á, thì sẽ có một cái ca khúc mà Nhã rất là thích. Nó cũng là một sáng tác ca nhạc Hoa được viết lại Việt lại. Không biết các bạn có nghe, Nhã hát thử một đoạn nhỏ nhỏ cho các bạn nghe để các bạn đoán ca khúc này thì sẽ có ra mắt trong sắp tới. Ví dụ sao đây? Còn lại gì bên anh đây giờ thì ta đã sang nhau trong tầm tay. Còn lại gì lại người hỡi khi mây đen bay về mịt mà che lối. Còn lại gì bên anh đây khi người đã xa xa thật rồi. Nếu mai đây đời ta có nhau xa nhau thật rồi. Rồi. Chính xác. Bài gì của không, mình còn một cái nợ của bài của chị Huyền nữa. Không biết chị Huyền có coi không, nhưng mà em hôm qua em có hứa là em sẽ hát một đoạn nhỏ của một ca khúc Bolero. Rồi nhớ nhớ. Mà Bolero thì Bolero thì hồi trước đến giờ chưa bao giờ hát hết, mà cũng không nghĩ là mình sẽ hát được. Nhưng mà hôm nay làm điều mình hát. Em chờ đợi. Bolero nhưng mà mình hát cái kiểu mới.
mình sẽ hát theo một cái phong cách nó hip nó tươi hơn chút xíu. Bolero nghe. Cái bài Hoa Tàn nãy á, tự nhiên vô bắt tông cái gông cũ cho nên nó bị cao quá, chứ thật ra nó không có cao vậy đâu. Lỡ bắt rồi cho nên mình phải hát luôn Khúc Kia Dột Gió. Chút nữa anh sẽ hát trái tim lại. À, chị Huyền đây rồi. Ở đây. Tông gì sao? Ba đang thấy. Hôn lỡ xa vào đôi mắt ai, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khẽ tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đâu ngại gió đùa vài ngày, lầu kín trăng về không lối chiếu, cát cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sâu, lặng nghe tiếng vang, tiếng ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Làn tóc xòa bên rèm, lầu vắng không người, sóng khẽ tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm. Lầu vắng không người, sóng khẽ kín, em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên chị Huyền thấy sao vậy chị Huyền? Đọc comment. Cảm ơn. Xong cái bài đi. Tao cũng muốn càng luôn rồi. Các bạn thấy đó là khi một người ca sĩ mà bắt mấy cái hát mấy cái bài mà nó căng nhiều quá thì nó cũng hơi mệt. Chị Huyền nói nghe chịu đó hồng. Chịu đó hồng không? Thấy không? Cô gái rất yêu anh, càng tiếng quá. Rồi à, hát cho Bông Biên nghe bài chịu đó không ạ? À? Ok đâu trả thưởng cho chịu đó không? Em ơi bài Lạc Trôi anh không có anh không có biết. Chiều đó hồng phải không? Trả nợ mọi người kìa là sao ta? Trả nợ
chừng nào hát trái tim mình lại. Để anh chút xíu để anh nghĩ đây em. Xe nữa đi mọi người ơi, xe thành 200 đi, hát tiếp. Không có lời bơi. Hả? Không có lời ở đây. Chuyện anh có học thanh nhạc không anh? Anh cũng có em, anh cũng có học. Nhưng mà anh học thì không có, anh không phải là học chính quy ở trong nhạc viện. Anh học cô, anh học hai cô, lúc trước là anh học cô Triệu Yên, sau đó anh học cô Hồng Vy. Thì anh học thì khoảng một tuần anh học có một buổi à. Mà cũng một thời gian thì xong rồi cô cũng có em bé rồi cô cũng nghỉ, rồi mình cũng nghỉ luôn. Rồi sau này thì cô Vy thì anh lại sẽ chưa không sắp xếp được, cho nên anh học cũng có khoảng 2 tháng, 3 tháng à. Phải thăm nhau. Cảm ơn em. Nếu bài đó có để tôi là sao anh? À, người xem mới chụp đây. À, em chào chị Huyền, JC Vũ. Chắc em quên luôn. Giờ chị chắc em mới nhớ là em còn nợ chị bài phỏng vấn. Chuyện một tình yêu anh hoa sĩ, người trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm mong nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tận một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và cả phòng tranh anh đã bán bằng dòng màu nóng trái tim mình. Dưới ánh nắng xuân long lanh, chiều cành hồng khoe sắc thắm, một sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng, sẽ diễn phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh anh tỉnh giấc, từng còn say đắm giấc mơ vàng, gặp từng nhà em hoa rực rỡ, ai đã mang hoa trao cho nàng, thầm hỏi lòng em ai chịu phụ, ai người mang đến những hoa hồng, một mình lẻ loi trong thương nhớ, chờ em anh đứng dưới hiên buồn. Dưới ánh đăng sương long lanh, chiều cành hồng khoe sắc thắm, mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng, sẽ xem phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Dưới ánh nắng sương long lanh, chiều cành hồng khoe sắc thắm, mùa sắc sơn bên trong thưa em bên hoa cười trong nắng, sẽ xin phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Sẽ diễn phúc cho ai kia chờ chờ em say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia chờ chờ em suốt cuộc đời. Các bạn ơi,
ngày 7 tháng 7 này mini show của Nhã thì ai đến được? Điểm danh đi. Điểm danh vô đặt gạch chứ đi. Alo, alo. Bình Yên, anh xin lỗi em, bài Bình Yên thì ca nó không biết, bài nó hợp âm khó lắm. Chắc để lúc khác em ha. Như hồi nãy mình còn một cái yêu cầu là bài Chỉ cần em hạnh phúc, nãy giờ hơi nhiều. Với lại bài Trái tim bên lề đúng không? Chị gái hạnh phúc chứ. Tụi em inbox đặt gạch nãy giờ rồi. Bỏ hỏi thứ ơi, cái tim mình là với lại Sài Gòn Cafe Siêu Đá thích bạn nào? 7 tháng 7 này anh sẽ làm ở Sài Gòn nhé, em Châu Nguyễn. Còn ở Hà Nội thì 14 tháng 7. Mini show ở Sài Gòn thì anh hát có một đêm thôi, ngày 7 tháng 7. Ở ngoài Hà Nội thì anh làm một đêm là ngày 14 tháng 7. Phó ngựa trên Thảo Nguyên, anh có âm vừa nói đấy em, anh sẽ làm ngày 14 tháng 7 ở Hà Nội. Bán vé chưa? À, chị Phương bán vé thì chắc chắc chưa đâu chị, thêm mấy ngày nữa khi nào mà có thông tin em sẽ báo trên trên Facebook 10 vé chỗ tốt. Oh yeah. Chịu cái yêu cầu bài gì không chị? Bút vé ở đâu? Anh sẽ làm ở Rồng Giao đấy em, cho nên là những cái thông tin đặt vé thì nó sẽ nằm ở trên cái trang của Rồng Giao luôn. Sắp tới anh sẽ post lên. Mấy bạn nhớ theo dõi trên fanpage với lại trên 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 Facebook của anh nha. Sao em cứ nãy giờ em cứ chăm chọc anh hoài vậy Nguyệt Quế? Lâu lâu mới có dịp để anh lôi kéo mà. Dạ, chị Phương. Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người, dù cho hạnh phúc em chọn là ai không phải anh, chỉ cần em nói em buồn anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em, dù cho con tim này vẫn lần đã cùng nói với em là tình yêu em đã trong thật nhiều nỗi đau, rằng là mình chỉ biết nói lời quan tâm của một người bạn thân, vẫn cứ lắng nghe con tim anh như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày em có hay. Đối với anh khi đưa ra hai con đường bọn mắt sao có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau xa bên em. Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người, dù cho hạnh phúc em chọn là ai không phải anh, chỉ cần em nói em buồn anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em, dù cho con tim này vẫn đang dù một lần đã cố nói với em là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau, dù lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân, vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày em có hay. Đối với anh khi đưa ra hai con đường bỏ mặc em hay anh sẽ bên em, dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau như hai con đường
mặc em mai xa ở bên em. Sao có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau, anh sẽ bên em. Sao cứ mỗi lần hát xong cái sáng lên đó. Thank you. Chắc lại cái máy tính nó cũng khoái mình hát. Lúc hát tự nhiên nó dịu dịu xuống, hát xong cái sáng là... À không phải, quên cái này nó có cái cảm biến á, cảm biến sáng. Các bạn ơi, chắc là hôm nhà sẽ hát thêm một bài nữa. À hồi nãy nhà hát bài như một giấc mơ rồi. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đấy là buồn. Chắc là sau. Cho phải sửa đá lên cho nó vui. À, sẽ còn một bài nữa. À, đây là một bài hát. Bài hát bài gì ta? Nhà sẽ hát thêm một bài nữa rồi mình sẽ gom lại những cái bài mà mình chưa có hát á, để dành qua tuần sau mình hát tiếp nha. Anh Nhã bơ em, hậu vi, vi em yêu cầu bài gì? À bà Đường Xưa hả? Đường Xưa đã hát chưa? Ừ, trả nợ Đường Xưa đi không? Trái tim bên lề. Nhã bài gì nữa ta? Đường Xưa. Sạch lời. Đã hứa rồi. Đợi anh chút xíu nha Quế. Cũng nhắc anh quên mất. Rồi. Bây giờ anh sẽ hát bài Đường Xưa. Rồi còn những ca khúc khác thì anh sẽ để dành lại tuần sau mình sẽ livestream tiếp nha. Rồi á. Không gì ta. Hãy đi. Ok. Bước trên đường về, anh thương nhớ em thầm. Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ. Em nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tới vời. Với bao ngọt ngào ta vun sới. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng. Tan nát rồi giấc mơ hương đồng. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi. Sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh đời. Xa vắng rồi những khi bên người. Với bao muộn phiền anh trêu ngắm em bao điều. Hỡi em ngọt ngào sao hoang mang. Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy. Đêm vẫn là những đêm hao gầy. Rồi ta sẽ bước chơi mây khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi. Sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh ngời. Xa vắng rồi những khi bên người. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối mù khơi.
sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh ngày xa vắng rồi những khi bên người sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh ngời xa vắng rồi những khi bên người. Rồi tạm biệt mọi người nha. Ừ, sao tự nhiên cái nói ao xong cái tự nhiên mất tiêu hết luôn, không còn ai hết. Lẽ mai mốt mình đang nói xong cái mình tắt ta. Mọi người mai mốt mọi người livestream là mọi người phải coi đến phút cuối nha, chứ không thôi lỡ đâu hứng lên hát nữa sao. Các bạn ơi, bây giờ mạng nó đang lấy lắc quá, chắc là Nhã xin kết thúc ở đây. Nãy giờ mình live cũng một tiếng hơn rồi, 1 tiếng 15 phút rồi. Hẹn gặp mọi người lại tuần sau nha. Bye bye. Nhớ like fanpage và share fanpage.